Xin chào anh chị và các bạn. Tiếp theo nội dung video ngày hôm nay thì mình sẽ so sánh cho anh chị và các bạn là sự khác nhau giữa cỏ voi và cỏ sứa NLT01 như thế nào. Đầu tiên review lại cho các bạn xem, đây là vườn cỏ sứa NLT01 và bên này là cỏ voi xanh Đài Loan không lông. Thì các bạn hiểu rằng là cỏ voi xanh không lông Đài Loan ấy thì nó cũng giống như là cỏ VA06 và cỏ voi xanh Thái Lan thôi. Thì năng suất của nó nếu mà đổ cao thì nó cao bằng nhau. Năng suất thì cỏ voi xanh Đài Loan này thì nó đẻ nhánh hơn ít hơn so với cỏ VA06 và cỏ voi xanh Thái Lan một chút. Nhưng mà bây giờ mình so với cỏ sứa NLT01 này thì như thế nào? Thì mình sẽ quay review lại cho tất cả các bạn xem. Đầu tiên về tốc độ phát triển. Nếu mà tốc độ phát triển mình chấm điểm thì cỏ VA06 và cỏ voi xanh Đài Loan và cỏ voi xanh Đài Loan không lông này thì nó sẽ phát triển, nó sẽ nhanh hơn so với cỏ sứa NLT01. Đây là cỏ voi xanh Đài Loan nhá. Nhưng mà sau khi mà mình thu hoạch ấy, quay lại năng suất. Năng suất thì chúng ta có thể thấy là cỏ sứa NLT01 này thì nó sẽ cho chúng ta tỷ lệ sinh bụi nó cao và tỷ lệ lá của nó nhiều. Thì năng suất là mình thấy là cỏ sứa NLT01 này thì nó sẽ thu hoạch được nhiều lá hơn. Và các bạn có thể xem, đây là lá của cỏ voi xanh Đài Loan không lông. Thì bây giờ mình đi so sánh với cỏ sứa NLT01 thì các bạn sẽ thấy là một trời một vực, đúng không? Tại vì cỏ voi xanh Đài Loan này thì lá của nó từng này thôi, còn cỏ sứa NLT01 thì các bạn sẽ thấy là nó phải lá của nó to gấp 3 lần so với cỏ voi xanh Đài Loan. Thì các bạn xem ở đây, đây là cái gốc cỏ voi xanh Đài Loan, còn đây là cỏ sứa NLT01. Thì các bạn có thể là hình dung được và tốc độ của nó như thế nào, năng suất của nó như thế nào. Và đây là hai loại giống cỏ mà chúng ta nên trồng. Ví dụ như cỏ voi xanh Đài Loan ở đây chúng ta nên trồng, tại vì thân của nó không còn lông, non mềm ngọt nên là vật nuôi rất thích ăn. Cỏ sứa NLT01 cũng vậy, và thân của nó cũng không còn lông. Thì các bạn xem này, thân của nó này, đây không còn lông. Và các bạn lưu ý cho mình một điều nhé. Cỏ voi nhá, kể cả cỏ VA06 này, cỏ voi xanh Thái Lan này, cỏ voi xanh Đài Loan, cỏ sứa NLT01, cỏ voi lùn là không có hạt giống cả nhà nhá. Các bạn lưu ý là không có hạt giống. Hiện nay mình thấy một số đối tượng xấu ấy, người ta chạy quảng cáo trên Facebook ấy để bán hạt giống cỏ voi. Chắc chắn một điều với tất cả các bạn là không có. Nên là những cái kênh đó là chỉ là kiếm tiền thôi, chứ không phải là mang lại giá trị cho tất cả các bạn. Thì các bạn lưu ý. Còn bên mình ấy, thì bên mình khi mà khách hàng hỏi, bên mình trả lời là không có hạt giống luôn nhá. Mình chỉ trồng bằng thân thôi nhá. Các bạn lưu ý cho mình một điều. Các bạn có thể xem lại, đây là vườn cỏ sứa NLT01 này. Đây là bên này là sang cỏ voi xanh Đài Loan. Thì video này thì mình so sánh cho tất cả các bạn để các bạn nắm rõ và các bạn hình dung thì mình nên trồng loại cỏ nào để chăn nuôi. Thì theo mình thì các bạn nên trồng nhiều loại cỏ càng tốt. Thì các dòng để chăn nuôi gia súc lớn thì có cỏ sứa NLT01, rồi cỏ voi. Đấy, cỏ voi thì có VA06 của voi xanh Thái Lan rồi voi xanh Đài Loan. Nhưng mà đây là hai loại giống cỏ là mình thấy là ok, các bạn nên trồng. Bạn nào muốn biết thêm thông tin chi tiết thì có thể là bình luận dưới video này nhé, bên mình tư vấn cho tất cả các bạn nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đoạn video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.